Chào bạn, chúng mình là Ellie và Lu đây. Chào mừng bạn đến với kênh podcast của những người lớn mộng mơ. Tại đây, chúng mình sẽ cùng bạn chia sẻ những câu chuyện yêu thương bình dị thường ngày, nhưng hy vọng sẽ là những điều hạnh phúc giản đơn tới mắt tâm hồn chúng mình trong cuộc sống bận rộn này nhé. Bọn mình đã trở lại sau 3 tuần vắng bóng rồi đây. Có những điều trong suốt 3 tuần qua chúng mình muốn chia sẻ, muốn cùng đưa những góc nhìn của chúng mình với mọi người. Nhưng rồi, bọn mình chọn cách lặng yên. Bởi có lẽ có nhiều điều chúng ta không cần nói ra, nhưng chúng ta cũng sẽ cùng nhau hiểu và cùng nhau hướng tới một tương lai tích cực hơn, nhiều hy vọng và niềm vui hơn, cũng bởi một thời gian khá nghỉ. Vì vậy nên bọn mình ngoài việc bận đến mức không thể nào nghĩ đến việc có thể tiếp tục những tập tiếp theo đúng deadline, thì hôm nay chúng mình vẫn cố gắng nhất để có thể lên sóng cùng với tập ngày hôm nay. Và đó cũng là một điều mà mình nghĩ là mình hay Ellie đều tự thấy khá là tự hào về chúng mình. Như trước có thể bọn mình sẽ không chia sẻ, nhưng hôm nay hãy xem chúng mình tự hào thế nào về bản thân nhé. Thực sự tớ đã tự đặt câu hỏi này cho chính mình khi đọc nó lên rằng trừ lúc viết CV ra thì đã có khi nào tớ tự flexing chính bản thân mình hay chưa? Khiêm tốn. Đôi khi cái tư tưởng khiêm tốn tiềm tàng từ lối giáo dục con trẻ truyền thống khiến phần nào chúng mình rụt rè, e ngại, không dám thể hiện một điểm mạnh nào đó của bản thân mình. Hoặc là áp lực đồng trang lứa, khi hàng ngày mình nhìn sang trái, sang phải, đằng trước, đằng sau, luôn có thành tích, thành tựu của các bạn chàng tuổi mình rầm rộ khắp trên mạng xã hội. Lần gần đây nhất, mình cảm thấy tự hào, có lẽ là khi mình vô tình lướt qua một clip về biểu đồ tốc độ phát triển của các nước xuất khẩu cà phê. Biểu đồ bắt đầu từ những năm 60, mình đợi mãi và băn khoăn, sao không thấy Việt Nam mình nhỉ? Và cho đến năm 90, khi ấy Việt Nam mới bắt đầu hội nhập và tham gia vào đường đua. Dù là người đến sau, nhưng Việt Nam bứt phá nhanh vô cùng. Để rồi cho đến nay, Việt Nam trở thành nước đứng thứ 2 trên thế giới về thị phần xuất khẩu cà phê, chỉ xếp sau anh bạn Brazil, người luôn giữ tiên phong từ những ngày đầu tiên. Cái clip ấy chỉ có 15 giây ngắn ngủi, nhưng sao tim mình lại đập thình thịch rộn ràng. Và không chần chừ, mình comment ngay những câu chữ tự hào rằng mình là người Việt Nam. Còn trong một quy mô nhỏ hơn như ở công ty mình chẳng hạn, công việc của mình tính chất không bận rộn liên tục tối mắt tối mũi mỗi ngày. Có khi mình rất rảnh rỗi, có thể dành thời gian để học thêm một kỹ năng nào đó cả một nửa ngày làm việc cũng được. Nhưng có những lúc cao trào lại quắn mông lên, dồn dập, việc nối việc, liên tiếp tới tấp, không ngẩng mặt nổi, từ sáng đi cho đến tối. Đỉnh điểm là khi việc ngập cổ và đồng nghiệp cùng team thì lại đang nghỉ, mình đã chạy hết công suất. Và mỗi khi như vậy, đến lúc tổng kết cuối tuần, mình hoàn toàn tự tin và tự hào khi nhận được những lời khen có cánh từ các bạn rằng mình giống như một rockstar vậy. Con người mình đương nhiên có những lúc khó tránh khỏi tự hoài nghi về năng lực, kiến thức của bản thân. Nhưng tự hào về bản thân mình, khi ấy là cảm giác hài lòng nhẹ nhàng, vui sướng hân hoan khi thấy người khác ghi nhận, ngưỡng mộ về sự cố gắng của mình. Hạnh phúc lúc này cũng chỉ đơn giản đến thế mà thôi. Mình nghĩ mình cũng có khiếu hài hước này, và mình tự hào vì điều đó. Có một người em hồi sinh viên mới quen nói chuyện với mình thốt lên rằng ai mà ở cùng nhà với chị chắc cười suốt ấy nhỉ. Mình biết lắm lúc những thứ mình đùa rất vô tri, ngu ngốc, nhưng nó lại khiến cho những người quanh mình cảm thấy vui vẻ, thoải mái. Và đôi khi cái sự vô tri ấy cũng lại là cầu nối giúp mình hòa nhập được với môi trường mới và giúp mình mở rộng mối quan hệ sau này. Vậy nên mình biết ơn cái sự hài hước vô tri ấy của mình vô cùng. Hãy yêu quý bản thân vì bạn là duy nhất. Cũng giống như Ellie, việc mình tự hào vì bản thân mình cũng xuất phát từ việc mình yêu quý và trân trọng chính mình. Điều đầu tiên, nếu để thấy mình tự hào, mình khâm phục và cũng là thấy mình làm được quá tuyệt vời, đó chính là một tính cách bền bỉ. Mình thì cảm thấy sự kiên định luôn là một thứ gì đó rất dễ nhưng lại rất khó. Có những lúc mình thực sự muốn bỏ cuộc trong cả công việc
cũng như nhiều mối quan hệ của cuộc sống. Để rồi, mình lại tự cho mình một cơ hội để suy nghĩ về nó một cách nghiêm túc hơn. Lý do mình bắt đầu là gì? Mình đang kiên trì bền bỉ với đam mê, mục tiêu riêng của mình, hay đơn giản chỉ là một sự hèn nhát không dám kết thúc cái hiện tại chán trường này thôi. Và rồi một lần, hai lần, mình nhận ra rằng là mình thực sự là người nhẫn nại, có sức chịu đựng rất tốt. Mình có thể không hài lòng với thực tại, ví như công việc không cho mình cảm hứng, mình có vấn đề với đồng nghiệp hay sếp, nhưng rồi cảm xúc ấy nhanh đến rồi cũng nhanh qua. Để rồi mình lại thấy rằng mình vẫn gắn bó được. Một quyết định dành thêm một cơ hội nữa để đi cùng tổ chức này, những con người này. Nghịch cảnh lại làm mình khá dễ bị ảnh hưởng bởi những sự việc xung quanh mình, dễ bị đưa cảm xúc vào những quyết định. Chính vì vậy, một con đường dài để từ biến những thứ mình lo là không kiểm soát được lại thành một sự kiên trì của chính mình. Đó là một sự tự hào mà dù có nói ra thì mình nghĩ là mình cũng sẽ chỉ tự nói với mình mà thôi. Gần đây thì mình có nói chuyện với một người về việc là mình cảm giác mình không phải là người sẽ tỏ ra quá quyết liệt tại thời điểm hiện tại. Xong mình lại nhận được một feedback là mình cũng không ngờ đến là em không quyết liệt thì làm sao mà em làm được những thứ này xảy ra. Chỉ là bên ngoài thì có thể là em xử lý mọi thứ nhẹ nhàng hơn, nhưng không có nghĩa là mọi thứ em làm thì không quyết liệt. Mình có được coi đó là một lời khích lệ không nhỉ? Tự hào chứ không phải là tự cao, tự đại, để rồi xem thường người khác, hay tự bằng lòng và sa ngã vào những lối sống tiêu cực. Tự hào là để biết trân quý giá trị của bản thân mình, trân quý những gì mình có được, làm được, nhưng vẫn biết mình biết ta trong mọi hoàn cảnh. Ồ, thì ra tự hào là như vậy. Mình tự hào về mảnh đất mình sinh ra, tự hào về dòng sông, quê hương, nơi bồi đắp tâm hồn của mình. Mình tự hào vì được làm con của bố mẹ mình. Người không chỉ sinh ra mà còn nuôi dưỡng con người, tâm hồn của mình mỗi ngày. Mình còn tự hào vì mình biết yêu thương những thứ thơ mộng, đôi khi là giấm dớ quanh mình. Hoặc là ngày hôm nay đây, dù rằng chưa có thật hoàn hảo, nhưng mình tự hào vì được làm mẹ của hai em bé đáng yêu vô cùng. Chẳng có ai tẻ nhạt trên đời, mỗi số phận chứa một phần lịch sử. Đâu cần phải tự hào vì những điều gì to tát, chỉ cần đơn giản thôi, nhưng chừng ấy cũng đủ tôn lên giá trị thiêng liêng cao quý của riêng mình rồi. Còn cậu thì sao? Cậu tự hào vì bản thân mình chứ? Có những điều thực sự chúng ta không cần phải kể, chỉ là tự mình để sự tự hào đó âm ỉ cháy trong mình, để cho mình một động lực và hy vọng tiếp tục nuôi dưỡng nó. Mình có một điều nữa, mình thấy khâm phục mình nhiều hơn là tự hào. Mình, chính mình tự giải quyết những vấn đề về cảm xúc, tâm trạng của mình. Và mình không bị lệ thuộc vào chất kích thích hay những thứ mà điều tiết hoặc khiến mình quên đi những nỗi buồn, những nỗi niềm riêng, hoặc cả những bĩ cực dù lớn hay nhỏ. Mình có uống cà phê, đôi khi cũng chỉ vì mình thích cái mùi đó, hoặc cái hậu vị chua nhẹ, hoặc đơn giản chỉ là một thứ gì đó vừa đắng vừa ngọt. Thậm chí, cà phê cũng không giúp cho những cơn buồn ngủ chợt đến chợt đi, nó không quấy rầy mình nữa. Mình cũng có ăn ngọt, nhiều khi là thích nữa, nhưng mình cũng hạn chế. Một phần vì lý do sức khỏe, cân nặng, nhưng một phần là để nó không quá tác động nhiều vào sự hưng phấn của bản thân. Có đợt mình đam mê đi leo núi, đi trekking, vì mình nhớ cái cảm giác được uống nước bù điện giải Revive hay Pocari Sweat. Mình nhớ cái cảm giác đang tụt đường huyết, chân không thể bước nổi nữa, lại được nạp năng lượng bằng mấy thanh sneaker thần thánh. Đó nên là việc cố gắng nhất có thể để hạn chế vào những ngoại lực giải tỏa mình thì là điều tốt thôi, chứ thực ra cũng không cần quá khắt khe đâu. Thế thì cũng đôi khi là mất hết niềm vui cuộc sống rồi. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Chúng mình hẹn gặp lại bạn ở tập tiếp theo nhé. Chúng mình luôn ở đây lắng nghe các bạn tâm sự với chúng mình bằng cách để lại comment phía dưới hoặc gửi email về hòm thư titaititach.podcast@gmail.com cho chúng mình nhé. Keep dreaming. Bye.